xin chào cả nhà. Hôm nay là rằm trung thu nè, mình dắt vợ với mấy đứa nhỏ đi chơi rằm trung thu nè, mời cả nhà cùng theo dõi nha. Đông vui quá cả nhà ơi, quá trời đông luôn. Người mẫu nhí đang biểu diễn thời trang nha. Mẫu nhí chuyên nghiệp không? Ồ, bà cháu đang ngồi ở đây nè. À, còn đây là hậu trường của các diễn viên ca sĩ nè cả nhà. À, có chị Hằng, chú Cụi với Thỏ Ngọc nữa nè. Đó. Đó. Chú Thỏ này không biết đang khấn nguyện gì nữa, không biết nữa, chắc cầu xin trúng số á. Bây giờ hai đứa nhỏ nó đang đứng đợi lãnh bánh trung thu nè cả nhà. Đang đứng đợi lãnh bánh á. Quá trời đông luôn. Đang chen chúc đợi lấy bánh nè. Quá nóng mà vui ghê. Đó, bánh nè, quá trời bánh luôn. Đó. Đứng đây đợi lấy bánh nóng quá, em đứng em quạt luôn nè. Đó, quạt cho mọi người luôn. Rồi bây giờ phát quà nè cả nhà ơi. Đó, đây là niềm vui của mấy cháu á. Được cái lồng đèn với cái bánh là vui lắm. Bông quá đẹp luôn. Bên thì dễ thương và đáng yêu. Xin được cảm ơn giống và bây giờ đủ sức để mà mang cái niềm vui đến cho các bé. Bây giờ mình phải kêu thật nhiều chị Hằng, nhiều chú Cụi đến đây để cùng mang niềm vui cho các bé nè. Mà niềm vui này là gì vậy ta? Wow. Có bé nào thích quà không? Bạn nào thích quà giơ cái tay lên. Wow, giờ bây giờ nha, tất cả chúng ta cùng ấm bà la xì bùa. Mấy chục chú Cụi, mấy chục chị Hằng hiện ra luôn. Đó, tên không? Học tên hả? Học tên bây giờ mình cùng ấm bà la đi. Giơ hai tay lên ấm bà la coi nào. Ấm bà la xì bùa.
ở chỗ này là chỗ tặng kinh sách cho mấy bé nè cả nhà. Hồi nãy giờ chen lấn xô đẩy được 3 phần quà cho 3 đứa nhỏ nè. Đây, đông quá cả nhà ơi, quá trời người luôn, này phải chen lắng lấy được 3 phần. Nhảy mà con nít nó vui. Làm đèn cho tụi nhỏ chơi trung thu. Ăn thử bánh chay đi anh. Lấy của con á, ăn thử bánh chay đi. Giờ là giành bong bóng. Giờ anh đang đi đốt đèn, lồng đèn. Rồi, cảm ơn. Dạ, cảm ơn. Dạ, giờ vô phòng triển lãm xem mấy bức tranh cả nhà ơi. Ồ,
phòng triển lãm quá là rộng lớn luôn nha, sạch sẽ nữa. Hôm nay đi chơi trung thu cho mấy bé mà mình nhớ lại tuổi thơ hồi xưa đâu có được như vậy đâu, phải không cả nhà? Nhưng mà hồi xưa có cái vui của hồi xưa.